chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay lại với kênh channel của chúng mình ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay mình và gia đình sẽ đi câu cua và mình sẽ mời tất cả mọi người cùng theo chân hai vợ chồng mình đi câu cua ở tiểu bang này. Tiểu bang gì anh? Maryland. Và mời tất cả mọi người cùng theo chân gia đình mình nhé. Gia đình mình đang trên đường đi lên cái chỗ câu cua. Thì từ đây cho tới chỗ câu cua thì khoảng 1 tiếng đồng hồ. Và các bạn biết ở đây là khu vùng quê của Maryland. Mình sẽ quay quang cảnh ở đây cho các bạn xem nha. Đây là vùng quê ở Maryland nè các bạn. Các bạn sẽ thấy nó xa xa, nó có một căn nhà cũng khá là giống ở với quê Sóc Trăng của mình đó các bạn. Đó các bạn thấy không? Đó. Khu này là khu hơi đông dân cư một xíu. Rồi, cái gia đình mình bắt đầu đi xuống câu cua các bạn ơi. Cua đúng rồi. Con cũng đi câu cua nữa hả? Đi phơi nắng cho nó đen bớt. Cho nó đen cho nó giống Mỹ. Để nó trắng quá nó không giống Mỹ. Mát quá. Này đó, qua hết cái mùa hè này hy vọng nó giảm được. Em nói để em biết chạy xe là em sẽ chở đi vòng vòng chơi mấy cái chỗ mà có nít đó. Em thả vô cho chơi cho nó dạng chút xíu. Nắng quá các bạn ơi. Không may là có đem theo cái nón. Không coi là không thấy đường luôn. Ở mắt là không thấy đường luôn mọi người. Có cá không? Ô thôi lòi. Đi coi. Bên đây nè. Ô coi kìa. Cá, cá nhóc luôn. Chú Sáu giống bác nông dân rồi đấy chú Sáu. Chú Sáu muốn cái gì à? Làm tề thiên để thánh à? Ê, em nhìn đó không biết em nhớ gì không? Nhớ lúc Hàm Hương cầm vợt đi bắt bướm. Ở bên kia, bên đây nè các bạn, là cái chỗ mà người ta để tàu cho mấy cái người mà ta mướn á, mướn bãi á, người ta bỏ tàu của nhà ta, người ta chạy ra biển chơi các bạn. Đi hơi rung. Ta tới cái chỗ câu cua rồi các bạn. Đó, bây giờ con nước nó lên thì mình sẽ canh con nước mà mình câu cua nha mọi người. Bây giờ mình cột cái thịt gà vô. Cột cái thịt gà vô các bạn.
Rồi bắt đầu mình quăng xuống. Đó. Quăng xuống chờ cua lên ăn. Nó bò lên hả anh? Nó cắn nó lát mình nắm mình kéo nó. Nó cắn nó lôi đi hả? Đi ra câu nè các bạn, họ câu cá. Họ câu cá. Câu cua nữa, câu cá hay câu cua. Bữa nay cũng khá là ít mấy người à. Tơn tơn ra các bạn. Bây giờ mình có chuẩn bị hai cái thùng đựng cua và một bịch thịt gà với một cái vợt. Vậy là xong. Con đi lại đi. Cá kia. Ừ, cá chim. Té đó. Té bể đầu á. Ghê, có cua rồi các bạn ơi. Có cua rồi. Nhưng mà không, họ không có dám lại. Bây giờ đang ngồi ở đây. Bỏ xuống ngoài vậy. Cua nhỏ quá. Có lòng đây bỗng có câu được lòng. Đây chỉ được câu câu dây thôi. Câu được nhưng mà không lòng nó có ăn đây. Anh ơi, đó mà nó hơi nhỏ anh ha. 5 inch được rồi. Là ok phải không? Ừ. Đây 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 mình lại mình coi. Có nữa nè anh Lịch. Đây nè, đây nè. Sao thấy? Nó đang ăn, nó đang giật cái. Giống nhất rồi. Rồi, nó nhả rồi. Mất rồi. Kìa anh Lịch, có kìa anh Lịch. Kéo lên. Đợi nó, đợi nó. Nóng, nóng. Nè các bạn. Dạ, lại lấy cái nắp cho mẹ. À, nè, kia nó. Đây các bạn, con cua nó đang ăn đó các bạn. Hai ba con luôn. Đó. Hai ba con luôn. Vớt. Đó. Ủa nãy mình đem theo mấy giày vậy cậu Tư? Bút này không có. Đáng nó vô từ từ. 5 giây. Cái cậu con trai này cậu đang câu có con cua nè các bạn. Đó đó các bạn thấy con cua đó đây nè, nó đang ăn nè. Đó các bạn thấy không? Có không? Đó, đó con cua rồi. Chưa có được. Này lát rồi xong bỏ. Bắt mình nhốt nó lại đi, xong chút xíu mình thả xuống chứ để hồi nó xuống nó ăn mồi. Nó phá mồi của mình. Không được. À, mình đi á là là mình kẹp con chết. Là mình muốn á là mình ghi câu. Bây giờ hai ông này mê các bạn ơi. Cua kẹp. Mê rồi. Cua kẹp. Nó kẹp con. Bị nó lộn. Từ chứ Handy có, Handy thấy bụi đời cho lớn các bạn. Để lên ba. Sao thấy nó cắn hả? Kéo lên nó đặng nặng. Nó ghì. Handy. Cua đó, có cua đó. Câu cua mà theo kiểu không có lòng, câu không vậy thôi. Yeah, wow. Các bạn thấy mỗi lần câu dính nó là nó sẽ dãy. Ô, con này bự không? Cũng được, trọng trọng mà. Trọng trọng mà. 4 à. Câu chưa? Ôi ơi. Tự nhiên đội câu cua đâu mà coi hoài liên tục vậy? Đây nè mẹ. Hả, cua đâu mà coi hoài liên tục vậy ông? Chờ tao cắn câu nữa chứ. Các bạn thấy nó gần tới cái đợt nước thủy triều nó lên là nó sẽ ăn liên tục. Nhưng mà
tới khi mình đợi khi nào mà gần câu xong rồi bắt đầu mình đổ mấy con nhỏ ra, mình lấy cái mấy con bự thôi. Để nóng con. Người ta đi câu cua, còn hai bà cháu này đi phơi nắng. Bên đây có nó anh Lịch đang coi. Anh Lịch đang giật của bên kia. Ô con này bự nè anh Lịch ơi. Wow, các bạn coi nè các bạn. Coi coi này nó bơi nè. Các bạn thấy nó bơi không? Đó. Đó nó đang wow, bơi. Con này bự thiệt. Con này bự lắm luôn anh Lịch ơi. Đi câu cua xong mày đói nè các bạn, rã rời nè các bạn. Đây. Thả câu cua. Thả câu cua chính, thả câu cua phụ. Ai cũng đói bèo nhèo nè. Ồ bữa nay chú Sáu đen dữ rồi đó nha. Ba lần phơi nắng hả? Hai lần tắm biển, bây giờ đi phơi nắng câu cua nữa. Mời tắm biển cái nữa. Khi nào lột da. Hello, xin chào tất cả mọi người. Và hồi nãy là thành quả của gia đình mình. Bây giờ mình sẽ đếm nha. 1, 2, 3, 4, 5 con. 5 con, bây giờ cái này nhà có 6 người. Thì bây giờ 5 người ăn, 1 người nhịn. Đó, bây giờ thành quả nguyên ngày hôm nay của mấy chị em mình là có nhiêu đây thôi các bạn. Còn mấy con cua nhỏ mình đổ trả lại hết rồi. Cái này mới đủ size nè các bạn. Rồi, bây giờ chút xíu sau mình sẽ cho tất cả mọi người xem cái món này để coi đầu bếp chế biến cái gì nha. Bây giờ mình vẫn chưa biết. Ok, bye ha. Rồi xong nói đi. Ủa mượn mua đồ vậy để làm gì đó? Dễ liệu. Để phải nói đi. Xin chào cả nhà. Ngày hôm nay sau một ngày tích cực đi câu cua thì có được thành quả như ngày hôm nay. Công của chú Út rất là to lớn. Là biết bạn biết gì không? Ngồi giữ bà, không có làm gì chứ. Chơi dù, ngồi giữ bà. Rồi, đó, vậy thôi đó. Và cái thành quả này của anh em nhà mình nè các bạn. Các bạn đố bạn nhiêu đây là bao nhiêu con. Trong đây có tất cả 5 con cua. Và ở nhà có 6 người. Cho nên á, mình sợ quýnh lộn. Và cái mai cua mình cũng phải trẻ làm đôi. Để mỗi người ăn một nửa. Để không quýnh lộn các bạn. Dạ, trong không có gì hết. Liếm phức thôi. Tôi lỗi. Nhưng mà vẫn để nhìn cho hoành tráng chứ giờ có 5 con cua mà lột vỏ mà giục hết thì nó cũng kỳ. Và em cũng ăn gian lấy cái mai cua em úp dưới rồi em bỏ mấy cái càng cua ở trên để nhìn cho nó hoành tráng thôi chứ có 5 con các bạn ơi. Tại vì trả về biển hết rồi. Em kêu mà trả về với biển. Rồi bây giờ mời tất cả mọi người cùng thưởng thức nha. Rồi đâu diễn viên? À quảng cáo coi. Đưa lên. Làm hình tượng coi. Nè. Mọi người nuốt nước miếng. Rồi ok rồi, bây giờ. Được rồi, tắt rồi. Đi. Đủ rồi, để người ta thèm. Rồi bây giờ ăn mới thèm nè, cầm lên. Chú Sáu, làm ăn. Cho biết cái mùi vị. Đó, bạn nhớ mang cái mắt kiếm đâu. Nè. Ăn thử cái cây hành đi nè, đó, củ hành nè. Ăn thử à. Đầu bếp này, đầu bếp ngon gian. Quá ngon, quá ngon. Hết sảy con bà bảy. Các bạn biết không, cực gì do là câu cá thùng mà có được cái 5 con, ngon là ngon chỗ đó thôi. Đi ra chợ mua còn lẹ hơn ha. Nhưng mà thích cái cảm giác này. Cái cảm giác mà cái cắn cái kéo lên nãy ăn cái được kéo rồi. Thử vừa em chưa? Đang thử. Thấy cũng được. Cái gì? Thấy cũng được. Vậy mai mốt anh nấu luôn rồi nha. Không tới nỗi tệ lắm. Không tới nỗi tệ cũng được. Chị Lâm có tiếng ngon đó, cái câu là cái kiểu mà ngượng ngùng quá chị không? Cái... chơi thì không chơi mà cái không... da nó giòn. Cái da nó giòn, nhai luôn xương. Thôi bây giờ mình sẽ tắt máy và bắt đầu anh em mình xử nha. Bỏ miếng cái da phải ba. Không có này mà lửa lên.